Chào mừng các em học sinh khối lớp 3 đã quay trở lại với tiết học phân môn luyện từ và câu ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học mới, cô có một trò chơi nho nhỏ dành cho các bạn. Đó là trò chơi vòng quay kỳ diệu. Luật chơi như sau. Đầu tiên, chúng ta cùng quay số để tìm ra được số điểm. Sau đó, các em sẽ thực hiện trả lời các câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có một hình ảnh gợi ý. Các em xem những bức ảnh đó là gì và chọn đáp án đúng. Nếu trả lời đúng câu hỏi, các em sẽ có được số điểm mà các em đã quay số. Sau khi hoàn tất các câu hỏi, các em sẽ kiểm tra lại xem mình được tổng cộng bao nhiêu điểm nhé. Chúng ta không chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu nào. Chúng ta cùng đến với lượt quay đầu tiên. Và lượt quay này các em xem chúng ta tìm được bao nhiêu điểm nhé. Wow, và số điểm chúng ta quay được đó là 100 điểm. Để có được số điểm này, các bạn hãy trả lời câu hỏi số 1. Và nội dung nào trong 3 nội dung sau đây phù hợp với bức tranh? Nhà thơ, diễn viên, ca sĩ. Các em chọn đáp án nào? Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ. Chúng ta thử xem từng đáp án, xem đâu là đáp án đúng nhé. Diễn viên có phải là câu trả lời không? Ồ, không phải rồi. Còn ca sĩ cũng không phải luôn. Vậy đáp án của chúng ta đó là nhà thơ. Ai chọn đáp án là nhà thơ thì các bạn ghi được 100 điểm. Chúng ta cùng tiếp tục lượt quay thứ hai. Và lượt quay này chúng ta tìm được số điểm là 10 điểm. Để đạt được 10 điểm thì các bạn trả lời câu hỏi số 2. Trong 3 nội dung sau, vẽ, viết, ca hát, nội dung nào phù hợp với bức tranh? Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra từng nội dung xem đâu là đáp án nhé. Vẽ có phải hay không? Chắc chắn là không rồi. Còn viết? Đáp án của chúng ta là ca hát. Ai chọn đáp án là ca hát thì chúng ta tiếp tục ghi được 10 điểm. Các bạn nhớ cộng 10 điểm vào số điểm của mình nhé. Và bạn nào vẫn chưa ghi được điểm nào thì chúng ta đừng buồn và chúng ta tiếp tục cố gắng ở lượt quay tiếp theo. Lượt quay này, các bạn chú ý xem chúng ta được bao nhiêu điểm đây. Wow, lại 100 điểm nữa rồi. Vậy để ghi được thêm 100 điểm vào số điểm của mình, chúng ta cùng trả lời câu hỏi số 3. Chúng ta có bức tranh và nội dung nào phù hợp với bức tranh ở trên? Các bạn suy nghĩ trong vòng 3 giây nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra các đáp án đâu là đáp án đúng nào. Âm nhạc không phải là đáp án chính xác. Vậy múa rối, các bạn chú ý xem đây có phải là đáp án của mình không? Múa rối chính là câu trả lời. Bạn nào chọn đáp án là múa rối thì chúng ta lại tiếp tục ghi được 100 điểm vào tổng số điểm của mình rồi. Và cô chúc mừng các bạn sau 3 câu hỏi thì bây giờ chúng ta thử cộng xem mình được bao nhiêu điểm. Và câu hỏi thứ 3 cũng đã kết thúc vòng quay số ngày hôm nay của chúng ta. Nếu ai trả lời chính xác thì các bạn ghi được 210 điểm. Và bạn nào vẫn chưa được ghi số điểm cao thì các bạn cố gắng ở những tiết học sau chúng ta cùng tiếp tục với vòng quay kỳ diệu này để tìm ra được số điểm cao nhất cho mình nhé.
Bây giờ, chúng ta cùng quan sát lại những đáp án của các câu hỏi trong trò chơi vừa rồi để biết xem những từ ngữ đó là gì và chúng có liên quan đến chủ đề nào. Hình ảnh thứ nhất là nhà thơ. Nhà thơ là những người sáng tác ra thơ, tác phẩm nghệ thuật sử dụng ngôn từ để tạo vần điệu âm thanh. Hình ảnh số 2 là ca hát. Ca hát là hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, tạo ra âm thanh từ giọng nói của con người. Hình ảnh số 3 là múa rối. Múa rối là loại hình sân khấu hay trình diễn bằng việc điều khiển các con rối. Và những nội dung đó các em đã được biết đến trong tiết tập làm văn kể về buổi biểu diễn nghệ thuật hôm trước chúng ta được học. Và trong tiết luyện từ và câu hôm nay, chúng ta tiếp tục mở rộng thêm vốn từ về chủ đề nghệ thuật qua bài học. Mở rộng vốn từ nghệ thuật, dấu phẩy. Mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 53-54 để bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trong tiết học ngày hôm nay. Nhiệm vụ đầu tiên của các em là thực hiện bài tập số 1. Em hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Và những từ ngữ ở bài tập này, các em sẽ tiếp tục tìm những từ chủ đề nghệ thuật và chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ những người hoạt động nghệ thuật. Nhóm thứ hai chỉ các hoạt động nghệ thuật. Nhóm thứ ba chỉ các môn nghệ thuật. Và những người hoạt động nghệ thuật, chúng ta có mẫu là diễn viên. Ngoài diễn viên ra thì qua phần trò chơi đầu bài, các em còn biết đến người hoạt động nghệ thuật nữa, đó là nhà thơ. Nhóm 2 chỉ các hoạt động nghệ thuật. Chúng ta có mẫu là đóng phim. Ngoài hoạt động đóng phim ra thì có một hoạt động nghệ thuật chúng ta cũng đã được biết qua phần trò chơi, đó là ca hát. Và nhóm thứ ba chỉ các môn nghệ thuật. Và các môn nghệ thuật thứ nhất là điện ảnh. Và ngoài điện ảnh ra, qua phần trò chơi đầu bài, các em còn được biết đến một môn nghệ thuật đó là múa rối. Và để thực hiện được bài tập này, các em có thể hoàn thành vào vở bài tập tiếng Việt trang số 28 hoặc vẽ vào vở sơ đồ tư duy như gợi ý trên bảng của cô. Các em có thể bấm nút tạm dừng để vẽ hoàn thành sơ đồ này vào vở. Để giúp các em dễ dàng thực hiện được bài tập số 1 thì cô có những hình ảnh gợi ý. Các em hãy quan sát, có thể bấm nút tạm dừng và ghi chú lại các từ ngữ vào từng nhóm nhé. Các em đang theo dõi về những người hoạt động nghệ thuật và các hoạt động nghệ thuật của họ, cùng với một số bộ môn nghệ thuật. Các em hãy nhớ ghi chú thật nhanh các từ thuộc ba nhóm vào phần bài tập của mình. Và cô có những từ ngữ thuộc ba nhóm như sau. Nhóm thứ nhất chỉ những người hoạt động nghệ thuật. Nhóm thứ hai chỉ các hoạt động nghệ thuật. Nhóm thứ ba chỉ các môn nghệ thuật. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lớn các từ ngữ này lên. Thứ nhất chỉ những người hoạt động nghệ thuật gồm có diễn viên, nhà văn, nhà thơ, ca sĩ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, họa sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà tạo mốt hay còn gọi là thiết kế thời trang. Các từ chỉ hoạt động nghệ thuật bao gồm đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, ứng tác, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặn tượng, thiết kế công trình kiến trúc. Chỉ các môn nghệ thuật ta có các từ điện ảnh, múa rối, kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, ca vọng cổ, hát, xiếc,
ảo thuật, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, múa, thơ, văn. Các em hãy so sánh lại với các từ ngữ mình vừa tìm được. Ngoài ra, các em hãy tra từ điển tiếng Việt, tìm hiểu thêm trên mạng Internet hoặc hỏi người lớn về những từ ngữ mình còn chưa hiểu nhé. Và cô muốn lưu ý với các bạn về các từ ngữ sau đây. Cải lương, chèo, tuồng là một số loại hình nghệ thuật dân gian rất đặc trưng ở Việt Nam. Nó thể hiện được lối sống văn hóa và mang lại những giá trị tinh thần tốt đẹp của cha ông cần lưu giữ và bảo tồn. Các em hãy cùng tìm hiểu để thấy yêu hơn và cùng nhau phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Những nghệ sĩ đều mang lại cho cuộc sống của chúng ta những giá trị tốt đẹp. Vậy chúng mình có từng mơ ước sẽ trở thành một người nghệ sĩ hoặc ấn tượng với nghệ sĩ nào hay không? Các em hãy cùng chia sẻ những điều đó với người thân bên cạnh mình nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đoạn văn thú vị về chủ đề nghệ thuật. Tuy nhiên, đoạn văn này đang thiếu đi những dấu phẩy. Các em hãy đọc và điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp nhé. Cô và trò chúng ta cùng nhau điền dấu phẩy vào những vị trí thích hợp trong đoạn văn sau. Trước tiên, các em hãy cho cô biết đoạn văn trên có bao nhiêu câu. Trong đoạn văn này gồm có 3 câu. Chúng ta sẽ điền dấu phẩy vào mỗi câu như sau. Mỗi bản nhạc, phẩy. Mỗi bức tranh, phẩy. Mỗi câu chuyện, phẩy. Mỗi vở kịch, phẩy. Mỗi cuốn phim đều là một tác phẩm nghệ thuật. Ở câu thứ nhất, các dấu phẩy dùng để ngăn cách giữa các từ chỉ các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Tiếp theo, câu thứ hai, các dấu phẩy được đặt ở các vị trí như sau. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, phẩy. Họa sĩ, phẩy. Nhà văn, phẩy. Nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Dấu phẩy ở câu thứ hai giúp ngăn cách các từ chỉ nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cũng như vậy, dấu phẩy trong câu thứ ba được đặt ở vị trí họ đang lao động miệt mài, phẩy, say mê để đem lại cho chúng ta những giờ giải trí tuyệt vời, phẩy, giúp chúng ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Dấu phẩy ở câu thứ 3 giúp ngăn cách các từ miêu tả các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ và những giá trị tốt đẹp mà họ mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Như vậy, dấu phẩy trong 3 câu dùng để ngăn cách ranh giới giữa các từ, cụm từ có cùng chức vụ trong câu. Nếu đặt dấu phẩy không chính xác thì câu sẽ không có nghĩa. Các em hãy ghi nhớ để sử dụng dấu phẩy đúng cách, giúp diễn đạt câu văn rõ ràng và mạch lạc hơn. Các em ạ, ở bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào, người hoạt động nghệ thuật họ luôn cống hiến công sức để tạo nên những tác phẩm hay phục vụ cho đời sống con người và ca ngợi giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam, làm cho cuộc sống của con người trở nên tươi vui, ý nghĩa hơn. Các em hãy đọc lại đoạn văn trên một cách rõ ràng, mạch lạc bằng cách chú ý ngắt nghỉ hơi ở những vị trí đã được đặt dấu phẩy, dấu chấm. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Bài học hôm nay
các em đã được tìm hiểu thêm về từ ngữ chỉ nghệ thuật, biết được các hoạt động nghệ thuật, nhóm chỉ môn nghệ thuật và cách dùng dấu phẩy trong đoạn văn. Các em cần lưu ý, ghi nhớ và củng cố những kiến thức sau. Hệ thống loại vốn từ chỉ nghệ thuật. Biết sử dụng dấu phẩy một cách phù hợp khi viết câu. Và nhớ hoàn thành các bài tập và vở. Và các em biết không, mỗi người chúng ta đều có thể rèn luyện để trở thành một người nghệ sĩ, mang lại giá trị tinh thần tốt đẹp cho mọi người. Sau tiết học hôm nay, cô hy vọng các em có thể luyện tập để trở thành một nghệ sĩ bằng cách luyện tập hát một bài hát thật hay, tập chơi một nhạc cụ mình thích, vẽ và tô màu những bức tranh, hoặc thực hiện những bài tập thủ công mình đã được học trên lớp bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Cô chúc các em sẽ thành công với những hoạt động mình yêu thích. Và giờ đây, cô chúc cho các em có thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt các em học sinh thân yêu của cô.